Ếch mẹ may quần áo. Ếch mẹ ngồi bên bờ ao khóc thút thít. Thì ra là những đứa con nhỏ của nó đã bị dòng nước cuốn đi mất rồi. Cóc mẹ nhìn thấy thế mới nói: Cô ếch à, đừng khóc nữa, phải giữ gìn sức khỏe của mình nữa đấy. Nói xong, cóc mẹ bỗng chỉ ra phía xa và nói: Nhìn kìa, mau nhìn kìa. Ếch mẹ nhìn theo hướng ngón tay của cóc mẹ. À, nó nhìn thấy một chú nòng nọc may mắn vẫn chưa bị nước cuốn đi, đang bơi ở cạnh một cành cây nhỏ. Ếch mẹ vô cùng mừng rỡ, liền nhảy xuống nước, ôm lấy đứa con bé bỏng của mình. Kể từ hôm đó, nòng nọc trở thành động lực sống của ếch mẹ. Nó được mẹ yêu quý vô cùng. Thời tiết đầu mùa xuân vẫn còn hơi lạnh. Ếch mẹ sợ con mình bị ốm nên quyết định may cho nòng nọc một bộ quần áo. Ngày hôm đó, ếch mẹ đến tiệm vải chọn một miếng vải màu xanh lá cây nhạt, trở về nhà. Nó đo cơ thể của nòng nọc một cách cẩn thận và tự mình cắt vải, may quần áo cho con. Ếch mẹ phải mất nửa tháng mới may xong bộ quần áo đó. Nó vui vẻ gọi con đến và bảo nòng nọc ướm thử quần áo lên người. Nhưng nòng nọc không sao chui được bộ quần áo. Nó lo lắng và nói với mẹ: Mẹ ơi, hai cái chân của con biết xỏ vào đâu bây giờ? Ếch mẹ nhìn lại: Trời, bộ quần áo bị thiếu mất hai ống quần. Thì ra nửa tháng trước, khi ếch mẹ đo quần áo cho con, nòng nọc mới chỉ có cái đầu tròn và cái đuôi dài. Còn bây giờ nó đã mọc thêm hai cái chân rồi. Ếch mẹ an ủi con: Con à, đừng sốt ruột, mẹ sẽ may cho con một cái quần thật vừa vặn. Thế rồi ếch mẹ lại đến tiệm vải, mua thêm một miếng vải nữa, đo lại người và đặc biệt là chú ý đôi chân của nòng nọc. Sau đó nó bắt đầu may quần cho con. Nửa tháng sau, quần của nòng nọc đã may xong. Ếch mẹ mãn nguyện nghĩ: Lần này thì chắc chắn con mình sẽ mặc vừa. Thế nhưng nòng nọc lại không biết xỏ hai chân trước vào đâu cả. Thì ra lần trước khi đo áo, hai chân trước của nòng nọc vẫn chưa mọc. Ếch mẹ cười nói: Con à, xem ra con cũng không cần đến quần áo mẹ may nữa rồi. Chẳng phải con đã có một bộ quần áo xanh rất đẹp rồi sao? Bé có biết tại sao quần áo mà ếch mẹ may cho nòng nọc lại không vừa? Đó là vì cứ khoảng 2 tuần, cơ thể của nòng nọc lại có sự thay đổi. Lần thứ nhất là mọc thêm 2 chân sau, lần thứ hai là mọc thêm 2 chân trước và rụng đuôi. Mà mỗi lần đo quần áo, ếch mẹ lại chỉ đo theo hình dáng tạm thời của nòng nọc, nên tất nhiên là không vừa rồi.